em nhì em sáng nay em đấy đi đây hay nhì đi. Xin mời các bạn xem những bản đấu của ca sĩ Thảo Bảo và Kỳ Tiên Xuân Thiên nhàng ngoạc. Em đấy về nhà có gì cũng hay nhì ra phết đấy. Nhiều cũng bị bắt trốn. Nhiều đánh được nhà cũng cái gì? Nhiều cũng bắt trốn. Chết rồi. Chú đâu? Chú nào cũng... Nha. Cũng hay nhì ra phết đấy. Dưới này cũng được. Anh người là đánh được nhì thì có tài. Tài chứ. Rồi ạ. Cứ ăn đi. Đánh được nhì là tài đi. Ừ. Cái đấy nhiều nhất thì nó mới là khó. Rồi, ăn mã rồi, ăn mã rồi. Ăn đi. Mày ăn à? Ăn à? Là bơ thì chứ ấy ăn. Chạy đi. Chạy đi đâu nữa. Chạy chạy về đây. Cứ cản chặt. Quá chặt. Vạ ở. Vạ này. Quá chặt. Ai giờ này. Sáng này nó ăn cái gì của mình thôi. Cái gì anh chị? Cái gì anh chị mới được chứ? Tốt. Cái đầu nạn thua. Biết ngay mà. Cái nước này quá thường. Xảo kiệt hết đấy. Chọc cho anh ngay. Đấy, đất nhập phạm. Xảo kiệt hết. Như mù hết rồi. Như không ăn tú quá. Đấy. Giật. Lại ra pháo đi, để sang bên này. Đâu. Pháo có lên sang được bên đấy không? Sang được. Không cứ nên hà, xong chờ cái mã này chạy đi. Xong là nhưng sang mà phải đây. Đợi. Thì cứ sang. Đợi 2 năm rưỡi nữa là họ chạy đấy. Cứ lên một nước nữa, lên một nước nữa xong dí tốt đầu. Giữ. Dí tốt đầu biến thế có phải không? À thế là biến thế rồi. Biến khỏi thế vật. Bây giờ pháo lại lách ra, lại vòng lên, vòng xuống. Ừ, tốt đầu. Còn chưa đây là đưa đấy nhá. Đây nhìn đi. Đi đi. Ai giờ. Chứ sao không nhảy lên. Đánh cái gì được. À. Đấy. Thế thì lo vẫn nhất. Thua chạy. Úi giời, còn thế ăn tịnh. Mình nằm lên là đại này. À khổ thế. Thế đi ai đánh đi. Tôi thua chạy. Đấy là sao mà. Sao không để nguyên đây kéo pháo về một một đấy. Ở đây đi. Đây đi thì thủ rồi giờ. Giờ không công được nữa rồi. Giờ không thể công được nữa rồi. Ai mã một pháo đây này. Ở con thủ là mình dính. Rồi đây là đơn mắt rồi, thôi chuồn đi thôi. Biến đi. Biến đi khỏe. Chuồn đi thôi. Không công được. Chịu. Chịu. Hào pháo rồi. Đấu đi cho nó hết vẹo đi. Chả đấu đâu chứ. Đấu đấy. Lên đây cho anh đấu ngay. Đấu cho nó hết vẹo đi. Cứ thủ hòa đi. Không thắng được nữa. Đâu giờ nó hết vẹo đi. Lại ăn thế nữa. Chơi kiểu đấu. Ừ, chơi đấu cũng được. Không sao cả. Chuyện đơn giản. Chứ giờ không công được với A Thiều đâu. A Thiều kinh lắm.
Được kinh thì đánh như nào được mà được kinh. Thôi đi phải chú thôi. À, thất ra thì bị chiếu. Mà không thất ra thì cũng không bị chiếu. Đây. À, thế thì được rồi. Không công được với bên mẹ đúng không? Bên mẹ tọa rồi. Thầy chết rồi. Đi. Đi lừa bên nhất. Lên đây cho đánh lắm. Lừa bên nhất. Biết ngay. Khủng thế đi ai đánh được. Chọc đây. Khủng thế này đi ai đánh được. Thú rồi. Mới kiếm cái. Thú rồi đấy. Đi lên thỉ lừa đi. Em cũng cứ để đấy, hai bên cùng để thủ thôi, chứ không không công được bên đấy đâu. À, đời còn bên nọ, đợt vừa dừng, ra pháo đấy, vừa đây, khỏi bắt mà để đi gọi chồng đây vớt được xong này. Có xong không? Vứt của ta lên trên. Nó cờ thế thì còn đánh nhầm. Người ta bắt đây như vậy, thế này bắt là ok, bắt đen này. Tốt là hôn thành tốt này. Đúng rồi, cờ bi đi tốt. Lấy sang thôi. Lên pháo nó nổ mất. Đấy, nhưng mà lôi được pháo đi nhỉ? Ừ, lôi được pháo đi, càng đẹp thì thoát được. Thì giặt pháo vào đuổi mã. Không đuổi được cây gì. Không ăn được họ đâu. À, anh có cây này anh giữ là tốt đấy. Pháo không bao giờ họ ăn sang. Trận thì không ăn. Nuốt đi. Ô, đánh cái này thì hay lắm rồi. Ừ. Ừ. Này à, thì thôi chứ còn làm gì nữa. Đúng rồi, được thôi rồi. Này thì nọ thôi. Nọ vẫn thôi rồi. Thôi rồi chứ còn làm gì nữa. Thôi rồi, lượm ơi. Để cho đầy nước. À, khùn thế nhỉ, bắt mã khùn lắm. Ăn cái này này, khùn lắm ơi. Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Khùn đi, khùn đi. À, úi trời ơi, đánh thế này thì mình thua rồi. Đi, khùn đi. Ăn thì khùn đấy, khùn đấy. Chiêu tướng thượng lên đi. Còn đâu ấy? Đây tốt là cũng còn biết mấy thôi. Rồi được. 51. Nụt kệ nó lên đầy nước. Ơ, bao giờ 51 đã nhớn chưa nhỉ? Nhớn lắm. Mấy lời đây cho rồi đúng không? Xong lên chỗ chân tịnh để đuổi pháo. Không bắt được cái đây bắt làm sao được. Lại lên. Ừ, ổn thế. Lên thì xuống. Đâu, tao đã đánh được hòa là mừng rồi. Hòa là mừng. Đánh kiểu này đánh chủ hòa đi. Lên. Lên tướng. Qua thắng được lão thiều được. Đời quân đi là không có chiếu tướng rồi. Bảo lắm như quyết mấy. Không này quân ơi, chạy đằng trời lên này, chạy đằng trời. À quân chết được. Ôi lại. Rồi. Uống tốt ăn. Đi mua cái dây sạc. Đây mình lại đánh lại đi. Mới có hai ván. Tôi đi mua dây sạc. Bình tĩnh là tí nữa là nó thương. Đánh như vậy. Ván chạy như là hãi rồi. Hãi rồi chạy. Nàng đông chu sợ vì con nó bị